Thiên Phúc mến chào quý vị khán giả đang cùng quay trở lại với chương trình Trải nghiệm và tin dùng. Chương trình do Big Vision Media phối hợp cùng với Báo Thanh Niên thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu công nghệ sấy nhiệt mặt trời Indosun, đầu tư một lần, tiết kiệm mãi mãi. Quý vị thân mến, với mong muốn là mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến sức khỏe và giải trí. Chương trình Trải nghiệm và tin dùng là một trong những nhịp cầu nối cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích về các dịch vụ, sản phẩm cũng như là các địa chỉ đáng tin cậy hiện nay. Trước khi đến với những thông tin vô cùng thú vị trong chương trình ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ không thể bỏ qua những thông tin thị trường tại siêu thị số. Thưa quý vị, vừa mới ra mắt thì sản phẩm robot hút bụi thông minh G-Bot NA Pro của thương hiệu Ecovacs Robotics đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng bởi những tính năng vô cùng vượt trội của mình, như là vừa hút vừa lau hoặc là làm sạch sâu một cách mạnh mẽ, hơn nữa là còn tránh được vật cản. Ngoài ra thì robot hút bụi thông minh G-Bot NA Pro còn có nhiều những tiện ích vượt trội khác. G-Bot NA Pro là robot vệ sinh hút bụi được trang bị công nghệ tránh vật cản TrueDetect 3D tiên tiến nhất, mang đến khả năng làm sạch sâu mạnh mẽ, hệ thống Osmo hút bụi và lau trong cùng một thao tác. Hiệu suất vệ sinh mạnh hơn với tổng suất hút siêu cao 2600 Pascal, tính năng vượt trội phát hiện và tránh vật cản ngay tức thì. Công nghệ điều hướng và lập bản đồ dựa trên laser cảm biến mang tính chính xác, tương thích với đốc sạc hút rác tự động, nên G-Bot NA Pro giúp bạn không phải động tay dọn khay chứa rác của robot đến 30 ngày, giúp bạn sống thông minh, tận hưởng cuộc sống. Thưa quý vị, là một trong những thương hiệu cao cấp trong lĩnh vực sản xuất các dụng cụ chăm sóc móng tại Việt Nam, đội ngũ của Kềm Vĩnh An đã vừa cho ra mắt các sản phẩm cải tiến, phục vụ nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng. Tính đến nay thì thương hiệu Kềm Vĩnh An đã có mặt trên thị trường hơn 2 năm nhưng luôn mang đến sự hài lòng cho người tiêu dùng với những sản phẩm vô cùng chất lượng, bên cạnh đó là sự uy tín và tận tâm. Đầu tư nguồn lực chính đáng ngay từ các khâu sản xuất đầu tiên, Kềm Vĩnh An mong muốn tạo ra một lựa chọn mới cho chính người tiêu dùng trong nước. Sản phẩm kềm cắt móng Vĩnh An được chế tác từ chất liệu cao cấp thép chuyên dụng, chống rỉ sét và có độ bền cao. Cốt kềm được dập và kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết nhằm mang lại độ nhẹ nhàng khi bấm kềm và trải nghiệm vượt trội hơn cho người dùng. Mũi và lưỡi kềm được thiết kế phù hợp để dễ dàng lập sạch phía trong móng mà vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng chính là tiêu chí mà Kềm Vĩnh An đặt ra cho mỗi sản phẩm. Kềm Vĩnh An giúp tay bạn thêm sang. Alo, sao? Xe xong hết rồi sao cậu chưa tới chở tôi nữa, giờ này là trễ giờ của tôi rồi. Sao? Cậu bị bệnh không tới được hả? Vậy thì tài xế nào sẽ chở tôi đi bây giờ? Thưa quý vị, với những tình huống đột xuất như vừa rồi, quý vị không tìm ra được tài xế cho mình, hoặc là những tình huống bất ngờ quý vị không trở tay kịp, đó là một trong những lý do mà ứng dụng Để Tôi Lái ra đời. Để Tôi Lái, ứng dụng công nghệ thời đại 4.0. Bạn cần đi công tác gấp nhưng chưa tuyển được tài xế, bạn tính làm vài chai với chiến hữu lúc tan tầm nhưng lại ngại không ai đưa xe về, bạn cần tài xế cho chuyến cắm trại cùng gia đình ngay lập tức. Chúng ta đang ở kỷ nguyên công nghệ số. Để Tôi Lái, ứng dụng gọi tài xế nhanh chóng, tiện lợi, chuyên nghiệp, thông tin minh bạch, cước phí rõ ràng. Ứng dụng Để Tôi Lái nền tảng cung cấp kết nối trực tuyến giữa chủ xe và tài xế, truy cập mọi lúc mọi nơi chỉ với điện thoại. Để Tôi Lái hỗ trợ tìm tài xế nhanh chóng, thông tin tài xế đã được kiểm duyệt, theo dõi hành trình 24/7. Đặc biệt, tính năng trả giá cước xe lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, giúp bạn thoải mái thỏa thuận giá cả hợp lý cho mỗi chuyến đi. Để Tôi Lái mang đến giải pháp nhanh chóng, tiết kiệm. Để Tôi Lái, bạn cần tôi đến ngay. Công nghệ sấy nhiệt mặt trời Indosun hân hạnh tài trợ chương trình này. Indosun là nhà cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời tại Việt Nam, mang đến giải pháp năng lượng vĩnh cửu, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Indosun, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ vừa rồi có thể là quý vị đã cùng với người thân của mình đi du lịch, hoặc là chúng ta đã đi Vũng Tàu hóng mát, ăn hải sản như là MC Cẩm Tú đã chia sẻ trong số phát sóng của Trải nghiệm và tin dùng tuần trước.
hoặc là chúng ta có thể tụ họp tại một cái gia đình nào đó để chúng ta nấu ăn cùng với nhau. Điều quan trọng là làm sao chúng ta giữ được một cái vẻ ngoài tự tin ngay khi chúng ta trở lại với công việc. Kẻ thù lớn nhất của vẻ ngoài tự tin đó chính là mụn. Nếu như số phát sóng lần trước tại Kiều Nguyễn Skincare, chúng ta đã tìm hiểu những nguyên nhân gây ra mụn hoặc là những trường hợp mụn mà chúng ta đang mắc phải, thì trong số phát sóng lần này, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu cách làm sao để loại bỏ mụn một cách hiệu quả nhất. Hãy cùng gặp gỡ ngay sau đây với MC Cẩm Tú. Chào chị, em tới từ chương trình trải nghiệm và tinh dùng. Hôm nay thì thay mặt cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên, muốn tới đây để mà mong chị có thể chia sẻ về cách làm sao để mình có thể điều trị mụn một cách hiệu quả và an toàn nhất. Chị có sẵn sàng chia sẻ không ạ? Chắc chắn. Dạ. Đầu tiên thì cũng tôi không biết là khi mà mình bị mụn với chị thì mình có nên là mình tự ý mình nặng mụn ở nhà hay không ạ? Nếu mà theo chuẩn y khoa á, thì là lời khuyên của Kiều á, thì chắc chắn sẽ là không nên tự nặng mụn ở nhà. Khách hàng họ sẽ không đảm bảo được cái việc là vệ sinh khi xử lý mụn như thế nào, bởi vì cơ bản thì nó vẫn là những cái nơi mà vi khuẩn, có vi khuẩn sẵn. Thì nếu như trường hợp tay của bạn không sạch đi chẳng hạn, bạn lấy, bạn cấu, bạn nặng lên những nốt mụn đó thì nó sẽ làm tăng sinh cái việc là vi khuẩn nhiều hơn và làm cho cái việc phát sinh mụn ổ viêm rất là dễ. Thứ nhất, thứ hai, yếu tố thứ hai nữa là việc là khách hàng họ không biết được rằng là mình đã lấy sạch được cái nhân mụn nó hay chưa. Đó, thì nếu như bạn không lấy được sạch nhân mụn thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là bạn sẽ để sót lại. Và khi sót lại như vậy nó sẽ gây ra cái tình trạng là nó sẽ bị viêm nặng hơn. Và nó có sẽ có tình trạng là nó sẽ lây lan sang những vùng khác nữa. Thông thường mà khi nặng mụn thì em thấy là nó cũng rất là đau. Thì không biết là ở Kiều Nguyễn Skincare của mình thì mình có cái cách nào để mà mình giảm bị đau mà nặng không ạ? Cái đó nó sẽ bị phụ thuộc vào vấn đề kỹ thuật và phải được training rất là kỹ. Thực tế ra nếu như mà nói là không đau thì nó cũng không đúng. Bởi vì một khi mình đã gây ra cái tác động lên trên da, tức là mình gây ra tổn thương, thì dùng lực như vậy thì kiểu gì nó cũng sẽ phải đau. Nhưng mà mình sẽ làm bằng cách nào đó với kỹ thuật tốt, với kỹ thuật đúng, thì mình sẽ xử lý nó như thế nào để nó giảm tối đa cái việc là gây ra đau cho khách hàng. Khi mà nghe chị chia sẻ thì cậu tôi thấy là để mà điều trị mụn tận gốc thì mình cần những cái kỹ thuật mà mình phải tới những cái nơi uy tín để mà mình có thể điều trị tận gốc. Ngày hôm nay thì Cẩm Tú cũng rất muốn là có thể được trải nghiệm các dịch vụ tại Kiều Nguyễn Skincare của mình. Không biết là chị có sẵn lòng để có thể giúp đỡ em hay không ạ? Ok, thế mình đi luôn nhé. Dạ. Quy trình nặng mụn ít đau tại Kiều Nguyễn Skincare được thực hiện trong không gian sạch sẽ, vệ sinh với 6 bước cơ bản, gồm vệ sinh da, chuẩn bị dụng cụ, sát khuẩn lần 1, xử lý mụn, sát khuẩn lần 2 và làm dịu da. Dụng cụ và trang thiết bị trị mụn tại đây cũng chỉ được sử dụng một lần hoặc khử trùng sạch sẽ trước khi sử dụng. Các phương pháp trị mụn cũng được áp dụng kết hợp để đảm bảo hiệu quả tối đa cho khách hàng. Nặng mụn đúng cách, đúng thời điểm sẽ giúp bạn hạn chế tối đa việc để lại vết thâm hay sẹo lõm. Ngoài ra, sau khi nặng mụn cũng cần có sự tư vấn về giải pháp để giải quyết mụn tận gốc, vì nặng mụn là phương pháp hỗ trợ hiệu quả trong quá trình điều trị mụn, nhưng cũng cần phải được kết hợp song song với những phương pháp khác để đạt được hiệu quả cao nhất. Đó là những cái quy trình, toàn bộ quy trình xử lý mụn ở bên chị đó. Dạ, ngày hôm nay thì thật sự là Cẩm Tú rất là cảm ơn chị đã dẫn cho Cẩm Tú tham quan và biết được các cái quy trình để mình có thể điều trị mụn một cách hiệu quả nhất. Và Cẩm Tú nghĩ rằng là khi mà chúng ta bị mụn, đúng quý vị, ngoài việc là mình điều trị và nặng mụn đúng cách nè, đúng thời điểm, thì việc tìm tới một địa chỉ uy tín là điều rất cần thiết. Và hy vọng là chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho tất cả quý vị những thông tin thật là bổ ích. Và nếu quý vị nào mà đang bị tình trạng về mụn thì chúng ta có thể đến với Kiều Nguyễn Skincare để mình có thể điều trị nha. Cảm ơn tất cả quý vị, xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, trong điều kiện thời tiết nóng bức như thế này, nhiệt độ có đôi lúc lên đến 38-39 độ C, thì việc nghĩ đến điều hòa không khí trong không gian làm việc cũng như là không gian sinh hoạt gia đình là một điều vô cùng cần thiết. Đối với không gian làm việc thì nếu như chúng ta điều hòa được không khí, chúng ta sẽ có một tinh thần sảng khoái, có một môi trường làm việc thoải mái, chính vì vậy mà năng suất làm việc cũng tăng cao hơn.
Còn không gian gia đình, nếu như chúng ta điều hòa được không khí, diệt được các vi khuẩn, sẽ giúp bảo vệ được sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đối với người già và trẻ em. Tuy nhiên, nghĩ đến điều hòa không khí thì quý vị chúng ta đang phân vân không biết nên lựa chọn sản phẩm nào cho phù hợp, hoặc quý vị chúng ta cũng đắn đo với rất nhiều những sản phẩm về điều hòa không khí trên thị trường, thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng gỡ bỏ những thắc mắc đó với MC Thành Tú. Về điện máy, điện lạnh, điện gia dụng, nằm trong top đầu tại Việt Nam, công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh với thương hiệu Akino đã từng bước chinh phục lòng tin của khách hàng khó tin bằng sự nỗ lực và cố gắng của chính mình trong suốt hành trình 15 năm xây dựng và phát triển. Mời quý vị khán giả hãy cùng với Thanh Tú, chúng ta hãy cùng trải nghiệm một dòng sản phẩm khác cũng của thương hiệu Akino này nhé. Hiện tại đây là các dòng điều hòa không khí của thương hiệu Akino. Tính năng vượt trội của điều hòa không khí Akino khi mà có rất là nhiều bụi bẩn vào cái cục lạnh này, đầu lạnh này, thì lúc đấy thì cái màn hình nó sẽ hiện lên chữ CL là có nghĩa là chữ clean, thì nó sẽ tự động vệ sinh cục lạnh để cho máy lạnh của mình nó được tuổi thọ được lâu hơn và nó được trơn tru hơn. Thứ hai nữa là về thiết kế, Akino rất là tối giản và điểm nhấn thiết kế của Akino là có một lớp mạ chrome ở đây. À đây đúng không? Đây, vâng ạ. Cái thứ hai nữa là điều hòa không khí Akino có hai đầu ống xả nước. Điều hòa không khí Akino dàn lạnh và đầu nóng đều mạ một lớp vàng để bảo vệ tuổi thọ cho điều hòa không khí. Nếu mà tập bình thường thì những hãng khác, những hãng đang kết trong thị trường họ chỉ phủ xanh thôi. Thì nếu mà phủ vàng thì sẽ chống được oxy hóa và bụi bẩn, sẽ giúp tuổi thọ của máy lạnh điều hòa không khí được lâu hơn, bền hơn. Hiện tại thì khách hàng luôn quan tâm về vấn đề về tiền điện. Điều hòa không khí Akino cũng có phát triển sản phẩm inverter cho khách hàng và tiết kiệm đến hơn 50% tiền điện. Hiện tại thì chiến dịch kinh doanh của thương hiệu Akino đang nhắm vào phân khúc trung bình, bình dân để cho khách hàng có thể tiếp cận được sản phẩm Akino một cách thuận tiện nhất và dễ dàng nhất. Nhưng mà trong tương lai thì Akino sẽ phát triển một sản phẩm về tương đối là cao cấp hơn, nhắm về phân khúc thành phố là các thành phố lớn. Và về giá cả thì tùy vào phòng dưới 15m² thì mình sử dụng một ngựa 9.000 BTU, từ 15 đến 20 mét vuông thì 12.000 BTU, và trên 25 đến 30 mét vuông thì 18.000 BTU, và trên 30 mét vuông thì mình làm 24.000 BTU. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe qua những thông tin điều hòa không khí đến từ thương hiệu Akino. Nhanh tay gọi ngay đến số hotline trên màn hình để được hỗ trợ tư vấn và lắp đặt ngay nhé. Còn bây giờ Thanh Tú xin chào, tạm biệt. Với những thông tin về skincare, điều hòa không khí và các phương tiện giải trí mà Song Tú đã kết nối vừa rồi cũng đã khép lại tập phát sóng tuần này của Trải nghiệm và Tin dùng. Hy vọng là với những thông tin quan trọng vừa rồi, quý vị đã thêm tin tưởng vào các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tại Việt Nam và hãy nhanh chóng trải nghiệm cũng như sử dụng các sản phẩm và dịch vụ này quý vị nha. Công nghệ xét nhiệt mặt trời Indosun hân hạnh tài trợ chương trình này. Indosun là nhà cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời tại Việt Nam, mang đến giải pháp năng lượng vĩnh cửu, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Indosun, đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Chương trình Trải nghiệm và Tin dùng do Big Vision Media phối hợp cùng với Báo Thanh Niên thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu công nghệ sấy nhiệt mặt trời Indosun. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên Báo Thanh Niên quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.